Ngày hôm nay thì Hiền rất là hạnh phúc khi mà có mặt trong cái buổi chuyển giao nhân bản chuyên gia spa của tập đoàn Senpaco tại thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân mình thì đang là một chủ spa tại Hưng Yên, và mình cũng có đang phát triển chuỗi spa dưỡng sinh và làm đẹp, và thực sự là mình luôn luôn là có những cái mục tiêu, đó là mình mở rộng, mình học hỏi những cái kiến thức của mình để có thể là mang về áp dụng cho cái chuỗi spa của mình. Và rất là hạnh phúc khi mà ngày hôm nay thì mình có mặt trong cái buổi chuyển giao này, thì chắc chắn rằng là với những cái kiến thức mà mình học được trong ngày hôm nay thì mình tin chắc rằng là mình sẽ áp dụng cho chuỗi spa của mình thật là bùng nổ. Và mục tiêu của mình đó là nhân bản 1.000 chuỗi spa dưỡng sinh trên toàn quốc, giúp chị em có được sức khỏe, sắc đẹp cũng như là được giàu có và hạnh phúc. Xin cảm ơn cả nhà.